Cặp đôi Thomas và Susan Jeremy ở Rintel, bang Lower Saxony, Tây Bắc nước Đức, đã trang trí tổng cộng 444 cây thông với mọi kích cỡ, với đồ trang trí, dây kim tuyến và đèn. Không cây nào giống cây nào, chúng được trang trí với nhiều màu sắc và chủ đề khác nhau, từ siêu anh hùng đến mặt cười hay những loại trái cây. Chúng tôi đã đếm được 444 cây thông. Điều quan trọng là tất cả mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều được trang trí cây thông. Những cây thông phải được trang trí với nến, những vòng hoa thắp sáng và đồ trang trí, giống như những gì bạn tưởng tượng về một cây thông Noel điển hình, còn kích thước thì không quan trọng. Thomas và Susani đã sử dụng hơn 10.000 quả bóng Giáng sinh và 300 dây đèn cho hàng trăm cây thông của mình. Họ bắt đầu công việc từ trước lễ Giáng sinh vài tháng để kịp hoàn thành vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 12 các cây thông noel có mặt ở khắp nơi trong căn hộ của họ ngay cả phòng ngủ cũng tràn ngập chúng và cho đến nay thì chưa có ai giành được kỷ lục này từ tay họ